Trọng Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của em Quân cô bác ạ. Hôm nay cháu Lực xuống thì có đem một cái tin rất là vui dành tặng tới cho em Quân cùng với lại ông bà ở nhà nữa. Trong cái thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã theo dõi về hoàn cảnh của em Quân khá là nhiều rồi. Hiện tại thì cái phần tiền quỹ của nhà em Quân cô bác, nếu mà để mà làm nhà thì là chưa có đủ cô bác ạ. Sau khi mà giả cái khoản ngân hàng là hơn 50 triệu rồi, thì đến hôm qua là ngày 8 tháng 5, cháu Lực có nhận được một khoản là rất là lớn từ bà bé nữa gửi tặng tới cho em Quân cùng với lại ông bà. Đấy, và cái khoản đấy gửi bao nhiêu thì một tí nữa cháu Lực đi xuống gặp em Quân và ông bà thì cháu Lực sẽ nói sau. Và cái công việc tiếp theo là khi mà đi xuống nhà em Quân ấy, thì hiện tại cháu Lực đang cầm cái tiền là quỹ là bao nhiêu, thì cháu Lực cũng muốn là chia sẻ, nói lên cho em Quân với lại tất cả các bác ở trên kênh là cùng biết luôn. Vừa rồi thì cháu Lực có xuống đến gần nhà em Quân rồi, thì là nhìn thấy em Quân là đang cắt cỏ ở dưới cái chỗ mà vườn mận đấy các bác. Đấy, nhà bác của Quân thì cũng có trồng ở đây là hai cây mận đấy các bác này. Nếu mà sau một thời gian nữa, tầm độ 2 năm nữa cô bác, thì nhà em Quân cũng sẽ có một cái vườn mận như thế này. Không hẳn là một cây, hai cây mà cả vườn luôn cô bác. Đấy, mận này thì là có thể là đem để mà đi bán cũng được cô bác ạ. Mận ngọt ấy, mận tắm hoa ấy. Cháu được thử một cái một quả mận mà ăn rất là ngon và rất là giòn các bác ạ. Cái đường này có vẻ như đã hôm qua có một trận mưa lớn là nó tạo thành một cái lối mòn, lối như kiểu là một cái hố ấy các bác, một cái khe. Đấy, Quân thì đang lấy cỏ đây rồi, anh chào Quân nhá. Ra đây cắt cỏ lâu chưa? Cũng vừa lấy. Hôm nay là mưa cả ngày à? Vâng ạ. Con chào tất cả quý ông bà của chú anh chị ạ. Thế là cũng vừa ra được một lúc rồi à? Vâng ạ. Thế chắc là anh dừng xe kia thì là Quân là giang ra nhỉ? Vâng ạ. Cái chỗ này thì cỏ này khá là ngắn rồi nhỉ, cắt nó cũng hơi khó. Vâng ạ. Như kiểu cái mận này có con gì ăn cái lá của nó sao á? Đây là con gà của nhà bác nhà Chin. Gà nó ra bổ quá. Vâng ạ. Nhà Quân thì hầu như là không có cây mận nào mà bị chết đâu nhở? Vâng ạ. Ngày thì chắc là đến lại đến thời gian mà cho phân vào đấy nhở? Vâng ạ. Như cái cành lê ghép này của bác này. Thì bác chị em nói rằng là chỉ có lấy ở cái phần trên này thôi, còn là cái phần dưới khi mà nó ra ấy, thì là bẻ nó ra. Tại vì là cái phần dưới là không phải là cái cành cây ghép cả. Phần như kiểu gốc thì nó là cây khác anh Quân ở đây này. Vâng ạ. Đây là một loại cây khác hay sao đấy, chứ không phải là cây lê cả. Vâng. Hôm nay thì anh có một cái tin lại rất là lớn. Là bà bé là gửi tặng cho em Quân nó rồi. Dạ vâng ạ. Để một tí nữa khi mà Quân lấy cỏ xong thì anh sẽ đi xuống cái nhà và nói, anh sẽ công khai về cái phần là tài chính của nhà Quân nữa nhá. Vâng ạ. Thế sau khi mà giả cái khoản ngân hàng xong thì hiện tại là còn là bao nhiêu nữa. Vâng ạ. Bé Hiếu thì đi học rồi vẫn chưa về đâu nhỉ, giờ này ấy là một tầm 2 tiếng mới được về. Tầm 2 tiếng nữa à? Vâng. Thế là bà là bây giờ lại chuẩn bị đi đón đấy nhỉ? Vâng ạ. Hôm nay có đi cùng ai về được không hay là bà phải đi đón? Lúc đấy em dặn cho mấy em nhà chú con của bà ở dưới kia lên, tí nếu mà xuống thì đón. Chẳng biết là tí có xuống có đón không. Cho mấy em hàng xóm đúng không? Vâng ạ. Nay trời mưa quá không có đi xe được nhỉ? Vâng ạ.
cỏ này về thì có còn phải thái nữa không ấy, ngắn như thế ấy. vẫn phải thái. Vẫn phải thái à? Ừ. Trời nắng như này thì trời mát mát như này thì không phải mặc áo dài tay nhỉ, nếu mà trời nắng quá thì để mặc áo dài tay đi làm lao động ấy. Vâng ạ. Hôm qua thì quần áo ấy mà bác Thảo Đố gửi cho ấy thì là đã đem về nhà cho ông bà với lại em chưa? Qua em đưa về rồi ạ. Đấy, về rồi ạ. Vâng ạ. Quân thì cũng có chia sẻ với cháu Đức, là nói với cháu Đức rằng là hiện tại em cũng có khá là nhiều quần áo rồi cô bác ạ. Đấy thì em ấy sẽ lấy ít hơn để mà dành những cái phần quà, những cái bộ quần áo đó để cho những hoàn cảnh khác đấy cô bác. Những hoàn cảnh nhà mới mà cháu Đức vừa mới chia sẻ đấy, hai bố con đấy cô bác. Bố bị tâm thần, con thì như kiểu là không biết là sau này có bị lây từ bố sang một chút không. Đôi lúc thì nói chuyện là không biết là nói đi đâu. Đang trả lời hỏi một đằng xong rồi trả lời một nẻo thôi. Chỗ ốc cây này bây giờ mà quân này mấy cây thì cày cũng được nhỉ? Vâng ạ. Nhưng mà cày xong là mình trồng thêm cái gì vào đấy được rồi. Vâng ạ. Cái mùa này thì có cỏ nhiều như này thì về dê với lại bò thì tha hồ nhỉ? Vâng ạ. Cái mùa này nếu mà không đi lấy được cỏ là coi như là bò với lại dê là bị gầy đấy. Vâng ạ. Quân thì hiện tại cũng được các bác cũng giúp đỡ về khoản là kinh tế thì cũng khá là nhiều các bác ạ. Công việc cuộc sống hàng ngày của em Quân thì nếu mà không có ai thuê đi làm mà công việc gì đấy cô bác thì cũng chỉ gọi là ở nhà là lấy cỏ phụ cho ông, lấy củi mọi cái thôi. Cái này có như có vẻ là có cái rau tí tô này nhiều quá nhỉ? Vâng ạ. Không biết là có gieo giống ở đây không? Đây không gieo, nó tự mọc thôi. Nó tự mọc ấy. Vâng ạ. Chắc là lúc mà cái cây này nó tự mọc lớn ấy, có giống ấy xong nó rơi xuống ấy. Vâng ạ. Hôm trước nhà bác trồng ở đây trồng một ít xong bác lấy nhổ vứt thì chắc là nó rơi xuống. Đây có một giống cây gì đây này Quân? Hình như bí thì sao ấy? Cái này không phải cái bí đâu, giống này. Giống này như kiểu là giống cây... như cái như quả hồ lô ấy, quả bầu ấy. Vâng ạ. Nếu mà hôm nào mà Quân không đi đâu giúp ai hay là đi không đi đâu làm thuê cái gì ấy thì ở nhà thì thường thường là đi lấy củi tầm đi lấy cỏ tầm như này tầm mấy lần? Đi lấy hai lần thì tối không được lấy nữa. Sáng lấy về thái một lần xong tí lại đi lấy hai lần nữa thì là đủ. Thế đủ đến buổi tối
Chưa tối mấy thì còn đi lấy được một vắt quỷ bé nữa. May mắn là Quân là còn có ông bà nữa, chứ không là nếu mà không có ông bà thì là rất là tủi thân của bác ạ. Vừa nếu mà không có ông bà là vừa chăm bé Hiếu này, xong là vừa đi làm những công việc ở nhà nữa. Không thì mới nuôi được nhiều con, nuôi được dê này, lợn này, chứ không là một mình Quân là cũng không có nuôi được hết đâu. Vâng ạ. Lấy mấy bó nữa thì không đủ rồi. Hả? Lấy mấy bó nữa thì đủ rồi. Xem mà chỗ nào dài dài thì cắt nó đi thôi. Vâng ạ. Như thường thường mận này thì người ta mua tầm 1 cân bao tiền Quân? Nhà chú thì bán thì được cân 10.000. Cân 10.000 thôi à? Vâng ạ. Dưới kia là hôm đó là anh thấy Quân là trồng cái cỏ voi nhiều nhỉ. Đây, đây Vâng. có phải của Quân không? Có mà. Sao không cầm về? Em định lúc đấy một tí nữa em về lấy. Đây thôi để anh cầm cho luôn. Vâng ạ. Quân là để một thửa ruộng này để mà trồng à? Vâng ạ. Hôm trước em đi lấy được em đi xuống dưới kia trở về được một ít thì em lấy về trồng luôn. Bà thì tầm giờ này là cho lợn ăn rồi bác. Vẫn hơi chín chín mươi phò thì mù mà. Có ngày là bà là cho ăn 3 bữa, có ngày là cho ăn 2 bữa của bác ạ. Cũng ăn. Lợn ăn rất là tốt. Hôm nay mưa thế thì ở đằng sau này có bị sạt một chút nào không hả Quân? Dạ. Bảo mấy hôm nay mưa nhiều thế này thì đằng sau kia có bị sạt không? Cũng bị ít thôi ạ. Bị à? Vâng ạ. Là bị từ mấy hôm trước vậy hay là mới không? Dạ. Là hai mưa được 2 ngày thì sạt được hôm ngày hôm tối qua sạt một ít ạ.
Thưa cô bác, hôm nay thì cháu được xuống cái nhà của em Quân đấy, thì là một phần là anh muốn nói cho Quân biết là cái tiền quý của nhà Quân Vâng ạ. là được bao nhiêu rồi. Vâng ạ. Và thêm một cái tin nữa là hôm qua là ngày 8 tháng 5 thì anh cũng có nhận được một thêm một cái khoản nữa Vâng. của bà bé là dành tặng cho em. Vâng ạ. Đấy, tuy nhiên thì cái khoản này thì là bà bé cũng dặn với cháu được rồi, nói rằng là bà bé gửi cho ấy, nhưng mà sẽ để vào trong cái quyển sổ quý ấy, các bác là sẽ để tên của em Quân Vâng ạ. đấy, rằng là không cho em là đi làm những cái công việc mà bóc vác vất vả như hôm nọ em vừa đi Vâng ạ. đấy, đi làm việc khác thì có thể được, là công việc đấy thì nó quá là nguy hiểm, Vâng ạ. em hiểu không? Em đi làm không có bộ bảo hộ gì, em bóc xì như thế nó rất là mệt và Vâng ạ. nó rất là bụi đấy, mặc dù là cái việc đi làm thì ai ai cũng làm nó mệt và vất vả đấy, nhưng mà em phải tùy theo cái sức của mình nữa, với lại cái nghề bóc xì đấy là nó là quá là nguy hiểm với em. Hay lần sau nếu mà anh có gọi đi cùng ấy thì bảo rằng là cái việc bóc xì đấy là nó nguy hiểm quá thì em không đi cùng anh nữa, sau này sợ rằng là có bệnh gì ấy Vâng ạ. là không có tiền để mà đi chữa đâu Vâng ạ. đấy. Vừa rồi cháu Đức cũng đã nói với lại bà rồi, bây giờ cháu Đức sẽ được phép, xin được phép là thông qua cái quý của em Quân thêm một lần nữa. Hôm qua thì bà bé ngày 8 tháng 5 thì bà bé tiếp tục lại gửi cho em thêm là 20 triệu nữa Vâng ạ. vào tiền quý Vâng ạ. đấy. Tuy nhiên thì bà là có nói với anh rằng là cái tiền này là bà bé gửi về, nhưng mà khi anh viết vào cái sổ quý của em ấy thì là sẽ để tên của em Vâng đấy. Là mi giao tao gửi hai quân như tiếp chiều tiền phòa ờ y là đi vô hồi bà hoan bài tân này. ừ bà bài mẹ đã Đấy. Bây giờ thì cháu Đức xin phép là tổng từ cái đợt mà cháu Đức hôm mà cháu Đức giả cái khoản ngân hàng cho em Quân là 51 triệu là 200 là 40 nghìn, là tiền lãi nó là 100 1 triệu 200 là 40 nghìn, thì số tiền đó còn dư là 14 triệu là 500 là 14 nghìn nhá. Vâng ạ. Thế thì tiếp tục là đến ngày 27 tháng 10 thì có bà Nguyễn Thị Hiếu Hiếu là 500 ngàn, và ngày mùng 4 tháng 11 thì bác Xuân Vũ ở Úc là 20 triệu, và trong đó thì là bác có gửi riêng cho cháu Đức làm kinh phí đổ xăng đi lại là 500 nghìn nữa. Ngày 11 tháng 11 cô bé ở Mỹ là gửi 21 triệu đồng. Ngày 25 tháng 11 thì có hai cô giấu tên ở Bắc Hà là gửi 700.000 đồng. Ngày 13 tháng 11 thì có bác giấu tên là gửi 5 triệu đồng. Đấy. Ngày mùng 4 tháng 11 có bác Đào Nguyên là gửi 1 triệu đồng. Ngày mùng 6 tháng 1 có bà Nguyễn Tình Nghĩa gửi 1 triệu đồng. Và Vâng trong đó thì bà gửi cho anh là 500 nghìn để làm kinh phí đổ xăng đi lại. ạ. Ngày 13 tháng 1 bà Nga Trần ở Canada là gửi 500 nghìn, gửi 3 triệu đồng. Và trong đó thì là bà có cho anh là 540 nghìn làm kinh phí đổ xăng đi lại. Vâng ạ. Ngày 14 tháng 11 cô Liên Phương Tây ở Úc 1 triệu 323 nghìn. Ngày 17 tháng 1 Bắc Quang ở Mỹ là 1 triệu đồng. Ngày 22 tháng 1 Bắc Linh ở Canada là 7 triệu đồng. Ngày 18 tháng 2 Bắc Thảo Đỗ ở Mỹ 10 triệu đồng. Ngày 23 tháng 2 bà Liên ở Hà Nội là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 5 là ngày hôm qua Vâng ạ. là bà bé tiếp tục là gửi cho em thêm là 20 triệu nữa. Vâng ạ. Đấy. Và cái phần này thì là bà bé sẽ để tên là Quân. Vâng Đấy. ạ. Quân là 20 triệu đồng. Vâng ạ. Đấy, và còn 128.000 thì là bà làm kinh phí cho cháu Lực để mà đổ xăng đi lại nữa cô bác ạ. Ở đây thì sẽ có nhiều các ông các bà là sẽ có hai tên, thì là sẽ có là hai lần gửi nhá. Vâng ạ. Đấy, thì là hai lần gửi thì cháu Lực sẽ là ghi ra hai lần cô bác ạ. Đấy, tổng hiện tại cháu Lực nhận tiền quý của em Quân là 107 triệu 600 là 13 nghìn, Vâng ạ.
Đấy, và đấy là trừ cái khoản mà 51 triệu 200 là 40 nghìn rồi nhá. Vâng ạ. 51 triệu 200 40 nghìn là cái đó là mình giả ngân hàng rồi, là mình không tính vào đấy nữa. Vâng ạ. Đấy là còn dư là 14 triệu 500 là 14 nghìn. Vâng ạ. Đấy, cộng thêm với lại cái số tiền mà trong thời gian vừa rồi anh nhận đấy là 107 triệu 600 là 13 nghìn. Vâng ạ. Đấy, còn trong cái thời gian vừa rồi thì anh mua mắm muối thực phẩm cho em đấy. Vâng thì những cái khoản đấy thì hiện tại là anh chưa tổng được. Vâng ạ. Anh chưa tổng thì là nó là rơi vào bao nhiêu. Vâng thì anh chưa trừ được. Đấy, thì coi như là bây giờ anh cứ cầm tiền quý của em là 107 triệu. Vâng ạ. Đấy, nhưng mà cái đối với số tiền quý này là nếu cháu Lực trong thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực xuống chia sẻ đấy các bác là có mua đồ cho em Quân là mắm muối mì chính này cũng rất là nhiều lần rồi. Đấy, không nhớ là bao nhiêu lần nữa. Hôm nay thì cháu Lực không có cầm cái tiền sổ mà chi tiêu lên thì không biết là cái tiền đó là hiện tại là đang nó là cháu Lực đã chi đi bao nhiêu đấy. Trong thời gian qua thì được các bác làm tin tưởng và yêu quý em Quân để gửi cho em Quân một cái khoản là tiền làm kinh phí làm quý thì rất là lớn. Đấy thì bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới ba bé. Vâng ạ. Trước tiên là gửi một lời cảm ơn tới ba bé và sau đó thứ hai thì em gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà cô chú anh chị nhá. Vâng ạ. Con cảm ơn bà bé đã gửi tiền để làm đã gửi tiền để vào trong quỹ làm nhà cho con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Và con cũng cảm ơn tất cả các ông bà các anh chị trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ con và luôn gửi tiền để cho con. Con chúc tất cả các ông bà các anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Đấy, thưa cô bác, và hiện tại cái phần khoản kinh phí này thì chưa đủ để mà làm nhà được. Thì rất là mong, cháu Lực rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ của quý ông bà, cô chú anh chị dành tặng tới cho em Quân cùng với lại ông bà. Thưa cô bác, cháu Lực cũng biết là cái điều này khi mà nói ra thì nó sẽ gọi như là rất là khó nghe một chút cô bác, nhưng mà cháu Lực rất là mong sẽ được sự chung tay của các ông các bà cô chú anh chị mỗi người là độ tầm là 150.000, 100 hay là 200.000 cả. Hiện tại thì cái kênh của cháu Lực thì cũng có 12.000 các bác là đang theo dõi rồi, thì mong rằng là sau một thời gian tới thì sẽ được sự trợ duyên của các ông các bà giúp đỡ cho em Quân. Như các bác cũng đã xem được rằng là rất là nhiều những cái mẫu nhà mà rất là nhiều kênh thiện nguyện ở trên vùng cao để làm rồi. Hiện tại thì đáng lẽ ra là ở nhà của Quân thì chỉ nói việc của nhà của Quân thôi, nhưng mà cháu Đức sẽ đá qua cái chuyện nhà của hai ông cháu một chút. Nhà của hai ông cháu thì nó là xô xệt hơn. Vâng. Đấy thì anh xin phép là anh sẽ hoàn thiện nhà của hai ông cháu đã. Vâng. Rồi thì anh mới đến ra đến nhà của em. Vâng ạ. Đấy. Sau khi mà xong hoàn thiện nhà của hai ông cháu rồi thì xem là cái phần kinh phí của nhà Quân có bao nhiêu thì anh mới biết được rằng là làm nhà tầm bao nhiêu. Vâng ạ. Đấy, tại vì là bây giờ cũng rất là nhiều các bác ở trên kênh cũng nói rằng là có khoảng tầm độ số tiền 100 triệu như này thì bảo là làm cũng được rồi đấy. Tuy nhiên là làm cũng được rồi các bác đấy, nhưng mà lúc đấy thì cháu Đức chỉ biết là thiết kế là cái nhà 100 triệu thôi. Đấy, thí dụ như là anh em đang làm chẳng hạn thì có các bác lại gửi thêm cái khoản kinh phí lớn đấy. Đấy, thì đáng lẽ ra là ngôi nhà nó sẽ được thiết kế theo kiểu là thí dụ như 100 hay là 150 chẳng hạn thì mẫu nhà nó sẽ khác. Đấy, hiện tại về cái phần kinh tế của Quân ấy, thì các bác cũng đã giúp đỡ hầu như là bây giờ nó đang vào quỹ đạo để ổn định rồi. Đấy, chỉ cần là Quân là cố gắng phụ giúp cho ông bà đấy. Đấy, Quân thì là một cái cậu bé mà cũng rất là ngoan các bác ạ. Đấy, nếu mà Quân mà đi học đầy đủ mà có cả bố cả mẹ nữa đầy đủ là đi học thì chắc chắn là cái tương lai của em sẽ khác.
chứ không phải là như thế cả cô bác ạ. Hiện tại thì nếu mà để nói quân ấy, là chỉ có ông với lại bà thôi. Còn là như các bác trên ấy, thì các bác cũng, cháu Lực cũng đã ghi hình rồi. Các bác cũng đã nhìn thấy là cái ngôi nhà của các bác thì không khác gì ngôi nhà của quân cả. Đấy, gia đình của các bác thì các bác còn chưa lo nổi. Vâng ạ. Thì các bác không thể lo cho em được. Vâng ạ. Đó. Mà gọi là các bác nhờ đi làm cái công việc gì thì là quân vẫn sẽ đi thôi. Đấy, các bác cũng không có bỏ rơi quân hay là chẳng hạn cả. Vâng ạ. Đấy, có thể là quân thiếu ăn là một hai bữa thì lên nhà bác, các bác thì còn cho được. Đấy, chứ mà quân mà không có làm ấy, suốt ngày mà ở nhà ấy, thì cái đấy thì không ai giúp đỡ đâu. Đấy, kể cả cái bản thân của anh, nếu mà như anh mà biết là anh được các bác giúp đỡ cho quân là mua đầy đủ dê này, lợn này, mà xuống là chỉ thấy là ông với bà chăm thôi là anh không có muốn xuống nữa. Vâng. Tại vì là ở đây là anh muốn là anh giúp cho các em là ngày một mà đi lên và thoát khỏi cái cuộc sống và cái nghịch cảnh này. Các em đã thiếu thốn đi là tình cha tình mẹ rồi, hãy được các bác giúp đỡ rồi, cho nên là làm sao mà phải biết được rằng là các bác yêu quý mình như thế nào. Đồng tiền các bác gửi về đấy, em nhìn xem một khoản tiền, có bác thì là 500 đến 100, có bác thậm chí là lớn hơn là 20 triệu đồng. Vâng ạ. Đấy, đó là những cái đồng tiền mà các bác đi làm phải đổ mồ hôi công sức của các bác ra làm. Vâng ạ. Thì các bác mới gửi cho các em. Nhìn thấy là trên những thước phim mà thấy khi mà anh chia sẻ lên là cái cuộc sống, hoàn cảnh của các em. Một mình em bây giờ lo cho ông bà này, lo cho cả bé Hiếu này. Thực sự ra thì anh là ngoài anh nhìn thôi, anh cũng rất là nể phục em khi mà em đã rơi vào cái cuộc hoàn cảnh này. Cái thời điểm anh vừa mới xuống chia sẻ quân đấy, là đợt đấy là bố quân là vừa mới, đây thì anh xin phép quân là nhắc lại một chút là chuyện buồn của quân nhá. Vâng ạ. Đấy, là anh bố quân là cũng vừa mất được tầm độ là 56 ngày là cũng được ra chia sẻ rồi. Đấy, lúc đấy thì cũng được rất là nhiều các bác là thương quân, thương ông bà, thương bé Hiếu. Thì độ tầm là 2 tuần thì các bác cũng đã giúp cho em quân là giả về cái khoản ngân hàng trước. Đáng lẽ ra là lúc đầu là định để vào cái quỹ để bao giờ làm nhà hay là làm cái gì đấy. Nhưng mà theo như quân chia sẻ đấy là bố quân là nợ ngân hàng. Vâng. Đấy, bố quân thì không phải là lấy cái ngân hàng lấy tiền ấy đi đánh bạc hay là đi chơi này nọ, mà là dùng cái tiền ấy về để làm nhà. Vâng ạ. Đấy, nhà thì hiện tại là các bác cũng nhìn thấy là làm mà còn dang dở. Có thể là các bác nhìn thấy những cái cây cột là còn chắc ở phần trên thôi, nhưng ở phần dưới cái phần nền đấy các bác là nó đã bị mọt rồi. Đây, và đấy là những cái lời mà anh dặn cho quân là từ trong đáy lòng cả. Vâng. Đấy, và còn là về cái phần cái bà bé dặn cho em ấy, anh cũng có rất là nhiều những cái ý kiến và cái bình luận ở trên kênh ấy. Quân hiện tại là có điện thoại internet là đầy đủ đúng không? Vâng ạ. Đấy, lên trên đấy và xem các ông bà là nói em như thế nào. Vâng ạ. Đấy, và xem là điểm nào mà em cần chỉnh sửa và vâng cần ạ. Sửa nhá. Vâng. Anh cũng đã tạo cho quân rằng là một cái môi trường mà va chạm nó khá là nhiều rồi. Vâng ạ. Anh cũng đã cho quân là tự ghi hình xem là hôm nay quân là nói những cái gì. Vâng. Và làm những cái gì. Thì anh thấy là quân làm rất là tốt về cái điều đấy. Vâng. Đấy, có những gọi là có những cái là anh còn không bằng quân. Vâng. Đấy, có những cái là anh còn không bằng quân đó. Vâng. Đấy, bây giờ vừa rồi thì anh cũng đọc qua là cái khoản kinh phí rồi. Thì quân sẽ bảo với lại ông với bà nhá. Vâng. Hiện tại thì đang cầm là bao nhiêu. Vâng. Hiện tại là anh đang cầm bao nhiêu đấy. Vâng. Và anh còn một cái khoản để mà khoản đấy lại khoản anh chi nữa anh cũng chưa có đọc được. Vâng. Ừ. Kẹo này là bác Thảo Đố là bác ấy gửi cho. Vâng ạ. Bác gửi cho thì đây cái này thì một tí nó cho bé Hữu. Vừa rồi thì em xin. Vừa rồi thì đi đường thì anh cũng gọi là cho các em là hết rồi. Vâng ạ. Tí nữa bé Hữu về thì cho bé Hữu. Vâng ạ. Cho bé Hiếu với lại ông với lại bà là muốn ăn một cái. Vâng ạ. Còn mai anh xuống thì tiếp tục là anh đưa cho vừa rồi gặp con nhà bác ấy. Thì ra là cho con nhà bác cũng khá là nhiều rồi.
À đây còn một con nữa đây. Pho chín tú ạ, chín tú nhé mà bán ạ. Đây. Yêu nó phải rạp cái chỗ hầu, thuần cái chỗ hầu là ổ. Này, pho chín tú đấy. Mà chiên hầu chú, bây mơ, cái thứ hầu chú phải vô. Mà cái chín mà. Pho chín mà này yêu, thì hầu thì hiếu. Ừ, mà cái chín mà. Đấy, đây là đủ bốn con là ông Hiếu này. Thằng ạ. Bà này, Quân này đấy. Thằng. Rồi thì hết mất rồi. Mấy chín chúng nha. Phó chín nha Phó. Phó chín nha. Còn về cái sức khỏe của ông ấy thì là ông thuốc thang ông uống như nào? Hít. Có thể là nếu mà hít là tình trạng sức nó hợp thuốc ấy là vẫn chưa khỏi thì là đi mua thêm. Thuốc này thì mua cũng rất là đắt. Hôm nọ anh mua ở bên Lào Cai thì có cả phiếu ở Hoàng thì rơi vào tầm độ là hơn 2 triệu. 2 triệu thuốc đấy. Hôm mà anh em mình đưa ông đi khám đấy. Bà lúc đầu thì là cô bé thì có bảo là dặn là đưa ông đi khám ấy thì là sợ rằng là bà một mình là ở nhà là làm không kịp. Đấy, thì anh có dặn Quân là từ tối hôm trước là chuẩn bị cỏ này, rau lợn này đầy đủ luôn. Bà ở nhà chỉ việc cho thôi. Đấy, cho nên là Quân là mới đi cùng được với anh. Đấy, Quân thì cũng đã biết rằng là khi mà mỗi lần mà anh đưa Quân như này đi ra ngoài, thứ nhất là Quân vừa va chạm và thứ hai thì Quân sẽ phải là nhìn nhận được ra là ở bên kia nó cái môi trường người ta làm người ta như thế nào. Hãy xem là cái cách sống của con người khi mà gặp người này người kia là biết chào hỏi là biết như nào. Đấy. Vâng ạ. Đấy. Có thể là các em ở trên bản đấy, anh cũng ở trên bản thôi. Đấy. Anh với lại Quân thì với lại em Sử thì cuộc sống thì cũng không có khác gì. Anh chỉ khác với các em một cái điều là anh còn bố còn mẹ. Đấy, cái điều đấy thì nó là một cái gọi là một cái niềm, một cái gọi là tiền thì không mua được. Vâng. Bây giờ em có 1 tỷ hay là 2 tỷ cũng không bao giờ mua được cái đấy. Vâng ạ. Đấy, có thể là Quân lúc nào dạy là từ đây đi xuống nhà anh thì cũng một cái khoảng thời gian, một cái cung đường nó cũng ngắn thôi. Vâng ạ. Đấy, đi xuống thì có thể là đi xuống nhà anh chơi chẳng hạn, đấy là cũng được. Đấy. Vâng ạ. Bố anh cũng bố mẹ cũng coi các em như là một người thành viên ở trong gia đình rồi. Đấy. Ở đây thì bây giờ hiện tại là có thể là anh đang ghi hình ấy, nhưng mà ở nhà là bố mẹ anh không xem tivi, là không biết là xem bao nhiêu lần, xem đi xem lại, cứ một ngày là mở ra là chỉ có xem là anh hôm nay là đi nhà nào thôi. Đấy. Cũng rất là mong là các bác thông cảm là vừa rồi nói chuyện nó sẽ hơi có câu chuyện mà đi vào rìa một chút cô bác nhá. Đấy, nhưng mà quay trở lại cái câu chuyện mà tiền quý của nhà các em ấy thì hiện tại là cháu Lực đã cầm là hơn là 107 triệu rồi, trừ cái khoản là trong thời gian vừa rồi cháu Lực chi tiêu đi xuống nhà Quân nữa thì chắc cũng rơi vào tầm độ 90 mấy triệu nữa. Vâng. 90 mấy triệu thì nếu mà để làm nhà đấy cô bác thì vẫn chưa đủ, thì sẽ thêm một thời gian nữa. Hiện tại thì vẫn còn đang giang dở chỗ nhà hai ông cháu ấy, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm các bác nhé. Không thể cháu Lực tiền không thể là làm một phát mà được hai cái liền, tại vì là nếu mà cháu Lực không có đi lại lại thì sợ rằng là có thể là nó sẽ có rất là nhiều chuyện nó xảy ra. Làm nhà thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vận nó không may mắn nó đến với mình chẳng hạn. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Ông cần chúng ta cũng lúng phá
Ủa già cần đấy nè cụ. Ông là đào thêm một chút là cái cây chuối rừng để mà đi làm thuốc hay sao bác ạ? Cháu muốn lên cho giả cần này cụ. Cháu ờ. Là bị khó thở đấy cô bác. Ông thì biết là hái một chút là thuốc nam. Thì cùng Quân để mà đi xem mà gì một chút. Ôi rồi, đây có vẻ như là bí tốt quá Quân ạ nhờ. Vâng ạ, hôm trước cái dâu kia hỏng hết, em nhổ ra hết, em trồng bây giờ, bí. Bây giờ chuẩn bị trồng dâu khác thôi. Vâng ạ. Quân xem bây giờ cày được chỗ nào ấy. Cày thì để hôm anh mua giống dâu xuống cho. Nhưng mà đáng nghe chỗ này là Quân không nên trồng cỏ nữa. Đây là hôm trước nó tự mọc thôi ạ. Lúc em vừa vừa cày thì gì? Bây giờ Quân là Quân muốn trồng giống rau gì? Bây giờ cũng không có chỗ trồng. Không, mình cày ở cái gốc cây mận đấy. Xong là đi mua cái lưới này này. Cái này để quay lại thôi. Hay tận dụng lại cái này, cái lưới này để mà mình quay lại. Vâng ạ. Dê thì Quân cũng thả khá là gần nhà. Úi dồi, cái kia nó bị ở kia rồi. Vâng. Thả khá là gần nhà của bác ạ. Gần nhà này thì là vẫn lấy buộc à? Vâng ạ, đây không buộc thì sợ đi ăn ngô của nhà người ta. Đúng rồi. Dưới kia thì là ngô này, cây lúa này có rất là nhiều. Đấy, trời bắt đầu hưởng nắng lên một chút rồi. Vâng ạ. Giờ riêng nhà em thì cả hai con cái, con nào cũng đã có thai. Cả hai con á? Vâng ạ. Nhưng mà hôm nọ là sao Quân biết? Sao Quân biết là con kia đang chữa? Lúc là nó chữa thì cái ti của nó to lên. À, thế là bây giờ là con này cũng chữa rồi à? Vâng ạ. À, thế là vừa rồi là Quân nói là con cái này là cũng chữa đấy cô bác này. Con này được tầm bao nhiêu tháng có biết không? Thì em cũng không biết. Cũng không biết à? Vâng ạ. À, chỉ là nhìn ti nó to to ra thôi à? Vâng ạ. À. Thế là có phải là giống con đực này không nhỉ? Em cũng không biết. Nhưng chắc... mà có đi đâu lấy giống đâu? Chắc là giống của con đực thôi ạ. À, chắc là giống của con này đúng không? Vâng ạ. Đây cũng có một con dê đực đấy của bác này. Cũng biết là đi đi chăn đi thả này này. Con này thì lấy thả nhiều hơn. Cũng biết là nó phối giống lúc nào không biết. Vâng. Quân vừa kể rằng là có thêm cả hai con dê cái này. Hiện tại là nó đang có chửa rồi. Vâng. Nếu mà hai con là mỗi con đẻ được tầm hai con thì bốn con rồi đấy nhờ. Vâng ạ. Bốn con mà cậu thêm ba nữa là bảy. Ôi trời ơi. Đúng là sớm thành đại gia. Sớm thành đại gia đệ, đại gia dê nhỉ. Vâng. Ôi sao đây có một cái mộ bé bé tí này. Mộ này sẽ biết mộ của ai. Mộ á? Vâng. Hầu như là như kiểu là đi trên mộ luôn đây này cô bác này. Vâng. Đấy, có một cái vết này là gọi là đi trên mộ luôn đấy. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã xuống với nhà của em Quân cô bác ạ, và cũng thông báo cái tiền quý, công khai cái tài chính của nhà em Quân thêm một lần nữa rồi. Đấy, rất là mong là các bác sẽ nếu mà sai sót ở chỗ nào cô bác thì rất là mong các bác sẽ bảo vệ lại với cháu Lực cô bác nhá. Đấy, có những cái khoản thì là các bác gửi ra hai lần nữa cô bác, sai sót ở chỗ nào thì các bác sẽ lại bảo với cháu Lực thêm một lần nữa cô bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video rồi. Đấy, bây giờ thì trời cũng trong xanh quá, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi các bác. Hôm nay thì trời lúc đầu số nhà Quân thì có vẻ như là âm u một chút, bây giờ thì long lanh và lấp lánh rồi. Vâng ạ. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.